rồi thùng muốn chia sẻ một cái thông tin mà một số bạn muốn thường đề cập đến thùng không có đề cập đến gần đây thì thùng cảm thấy là nó cũng không bây là mới mẻ đâu đó chính là cái đề tài liên quan tới cái nợ trần ở hoa kỳ các bạn nợ trần ở đây là cái trần nhà chứ không phải là ở chân chùa nữa các bạn để thùng nói cho rõ hơn thùng muốn dành cái thời gian để nói về nợ trần ở Hoa Kỳ để trả lời một câu hỏi rất phổ biến mà thuận thường hay nhận được từ nhiều bạn nhất như mà nào mà mới đến kênh á thì hay hỏi thường một câu hỏi là thường có thể chia sẻ tại sao mà thuận lại có lòng tin vào tương lai của Bitcoin nói riêng thì ngoài trừ việc là các bạn đã biết Bitcoin là một cái loại tài sản mà không thể bị đóng băng Có thể là gửi tới bất cứ ai, có thể dễ dàng di chuyển Nhưng cái đó là những cái mà các bạn đã thừa biết rồi còn một lý do khác nữa mà Thuận nghĩ như mày nào mà theo dõi kênh lâu năm đã từng nghe Thuận chia sẻ rồi Nhưng mà trong video này Thuận muốn chia sẻ lại để mà hâm nóng cái lòng tin của mọi người đối với lại Bitcoin Và tại sao Thuận vẫn còn lòng tin với Bitcoin như vậy Sau bao nhiêu năm qua, sau bao nhiêu chắc chở Tại sao vẫn tiếp tục có lòng tin như vậy Thì uh, trước hết á, chúng ta hãy nói về cái nợ trần ở Hoa Kỳ đi thì hoa kỳ đó là một trong những quốc gia thường nghĩ là ngoại trừ hoa kỳ ra hình như chỉ có canada hay là chỉ có nước anh một trong hai quốc gia còn lại trên thế giới này đó có một khái niệm là nợ trần có nghĩa là quốc gia khi mà muốn mượn tiền để tiếp tục hoạt động quốc gia đó có nghĩa là bán không trái phiếu đó thì chỉ được bán tới một cái mức nào đó khi mà đến cái mức tối đa được chấp nhận bởi quốc hội rồi đó thì sẽ không tiếp tục bán trái phiếu nữa và các bạn nên biết là tất cả quốc gia trên thế giới này đó họ đều bán trái phiếu ít nhiều gì cũng bán hết các bạn tại vì trên căn bản đó cái thuế các bạn thu vào đó nó rất là không ổn định có nhiều năm thu nhiều nhiều năm thu ít nhưng mà phần lớn đó những quốc gia cái thuế thu vào không có đủ để mà vận hành cho nên họ cần phải làm phát in thêm tiền các bạn và một trong những cách họ in thêm tiền ở Hoa Kỳ đó chính là họ bán công trái phiếu họ bán công trái phiếu xong nên rồi một số lượng lớn sẽ được mua bởi Fed các bạn cùng với các bạn tại Hoa Kỳ họ mua cái số lượng công trái phiếu đó rồi họ để vào cái bản cân bằng kế toán của họ là một tài sản rồi họ lại in tiền đưa cho quốc hội các bạn để quốc hội lại có tiền để bồi động quốc gia đó là cái cách hiểu đơn giản nhất là tiền từ đầu mà có để thường chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa về cái đề tài này vấn đề ở đây là khi mà quốc hội đã đến một cái mức cao nhất có thể rồi không thể nào mà bán thêm trái phiếu nữa thì đã không còn tiền nữa làm sao mà vận hành quốc gia được cho nên chúng ta thường hay thấy những cái đề tài như là hoa kỳ sắp vỡ nợ hoa kỳ hết tiền vân vân đó thực ra những đề tài đó cũng là để giật dân mình thôi các bạn để các bạn bấm vào để mà xem chứ trên căn bản đó hoa kỳ đã từng đến cái mức cao nhất có thể rồi thậm chí là cho bạn thấy được là cách đây không lâu chúng ta cũng nguy cơ đó Ở thời của cựu tổng thống donald trump cũng có cái nguy cơ đó và cũng đã giải quyết cũng giống như những lần trước đó các bạn tính từ năm 1960 tới bây giờ đó thì Hoa Kỳ đã phải nâng cái mức nợ trần lên khoảng chừng là 78 lần các bạn có nghĩa là mỗi lần mà đến cái mức cao nhất đó thì quốc hội lại thông qua bỏ phiếu để có thể đẩy cái mức nợ trần lên cao hơn để có thể in thêm tiền nữa và cứ từ từ nâng lên như vậy và tổng cộng bây giờ đó thì cái số lượng tiền mà Hoa Kỳ thiếu là 31 1.4 nghìn tỷ đô la các bạn Con số không hề nhỏ Thì tới cái thời điểm này đó chúng ta một lần nữa lại đến cái mức nợ trần rồi Không thể nào mà in thêm tiền nữa Thì xử lý như thế nào Thì bây giờ đó Bộ Tài chính ở Hoa Kỳ nói là sẽ cắt giảm à, một số những cái chi tiêu của quốc gia và khi cắt giảm như vậy đó thì có thể là cầm cự được cho đến ngày 5 tháng 6 các bạn. Có nghĩa là từ đây cho đến hè đó thì vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không cần phải in thêm tiền, không cần phải nâng cái mức nợ trần lên nhưng mà từ đến đó thì hai bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa phải có quyết định là sẽ nâng lên như thế nào và có nhiều người kêu gọi là tại sao lại cứ nâng cái mức nợ trần lên như vậy thì có nghĩa gì đâu nếu như không nên thì chúng ta bỏ phiếu để thông qua luật là hủy bỏ cái nợ trần luôn như là những quốc gia khác trên thế giới Muốn in bao nhiêu thì in Thì uh, đó là những cái mà đã được nói tới hiện bây giờ Nhưng mà cái mà Thùng muốn chia sẻ thêm với các bạn đó Là khi mà các bạn nhìn vào Cái thống kê những quốc gia bây giờ đang nợ bao nhiêu Chúng ta nhìn vào Hoa Kỳ đó Thì là quốc gia nợ nhiều nhất là 31.5 nghìn tỷ đô la kế đó là Trung Quốc các bạn 14 nghìn tỷ Sau đó là nước Japan Như là nước Nhật Bản 13 nghìn tỷ kế đó là các bạn thấy được là những quốc gia như là Germany nước Đức là 3 tỷ, UK cũng 3 tỷ vân vân. Quốc gia nào cũng có nợ hết các bạn, ít hay nhiều mà thôi. Tại vì như thường vừa chia sẻ với các bạn đó, phần lớn thuế thu vào là không có đủ. Và khi mà chúng ta nói tới quốc gia cứ liên tục nợ như vậy có nghĩa là quốc gia cứ liên tục cần phải có thêm tiền và cần phải có thêm tiền dẫn đến là lạm phát xảy ra. Các bạn cũng đã biết rồi, lạm phát là một điều nếu như mà chúng ta có thể quản lý được đó thì lạm phát có thể dẫn đến sự tăng trưởng của nền kinh tế nó cũng không hẳn là xấu hoàn toàn chỉ khi nào mà lạm phát không quản lý được thì mới là một cái thảm họa của một quốc gia mà thôi nhưng mà cho dù là lạm phát quản lý được giống như là hoa kỳ đó thì cái mà chúng ta có thể nhận ra được là lạm phát cho dù là mức chấp nhận được để nền kinh tế phát triển đó thì nó cũng ăn mòn cái sức mạnh của đồng tiền quốc gia đó để các bạn hiểu rõ hơn đó các bạn nhìn vào đây là một cái tấm hình nó đơn giản mà thôi nhưng mà có thể cho các bạn thấy được là đồng đô la mức giá như thế nào từ lúc mà khoảng chừng năm 1910 tới bây giờ Nếu như chúng ta nói tới sự so sánh á, Thì 1 đô la năm 1910 bằng 26 đô 14 cent ngày hôm nay Có nghĩa là từ thời điểm đó tới bây giờ đó, đồng đô la đã mất đi cái giá trị là hơn 90% rồi Để các bạn hiểu rõ hơn đó thì khi chúng ta nhìn vào một cái hình khác nữa 1 đô la năm 1910 chúng ta có thể mua được là 30 thanh kẹo các bạn năm 1913 Nhưng mà chúng ta so sánh với lại một đô la năm 1929 á, Thì có thể mua được là 10 cuộn giấy xúc Năm 1933 đó thì có thể là mua được 10 chai bia các bạn Một đô la có thể mua được 10 chai bia 1944 có thể uh, mua được là 20 chai Coca-Cola Các bạn thấy được là cái giá trị 1 đô la giảm đi thời gian tại vì lạm phát các bạn Rồi tới năm 53 chúng ta có thể mua được là 10 cái bịch bánh 64 chúng ta có thể mua được một vé xem phim Rồi tới năm 71 các bạn có thể mua được uh, 17 trái cam Rồi uh, tới năm 87 các bạn có thể mua được là hai cái uh, hộp viết chì màu Rồi tới 97 các bạn có thể mua được là 4 uh, trái để mà ăn rồi tới năm 2008 các bạn có thể mua được hai trái chanh với một đô la các bạn Nhưng mà tới thời điểm năm 2020 đó các bạn chỉ có thể dùng một đô la Để mà mua được một ly cà phê nhỏ ở McDonald's mà thôi Bây giờ không biết một đô la có mua được cà phê không nữa các bạn Một đô la mất giá theo thời gian rồi các bạn Tại vì sao? Tại vì lạm phát Thì chúng ta có thể nhìn ra được là lạm phát cho dù được quản lý thì cũng từ từ ăn mòn cái quyền được mua của các bạn khi mà chúng ta nói tới là tiền pháp định mất giá từ từ và đương nhiên không phải đi riêng Hoa Kỳ các bạn thấy được là có quốc gia làm phát nhiều quốc gia làm phát ít nhưng mà khi chúng ta so sánh á, thì các bạn thấy được là chúng ta có những quốc gia mà thuộc về là siêu lạm phát luôn có nghĩa là đồng tiền hầu như là mất giá trị liên miên luôn đến nỗi mà người ta khi mà vừa được trả lương đó, người ta phải chạy ra đường để mà mua hết tất cả những gì có thể tại vì nếu không ngày mai đó, thì giá lại tăng lên nữa chúng ta có Argentina phần trăm lạm phát 94% các bạn Thơ kỳ 64%, đây là những con số thật hiện bây giờ, chứ không có phải là những con số các bạn đọc thấy trong sổ sách các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái tình hình bất ổn về chính trị ở những quốc gia này tại vì lạm phát quá cao. Chúng ta có nước Nga cũng cao các bạn 11%, Ý cũng như vậy, rồi chúng ta có nước Anh cũng như vậy, và rất nhiều quốc gia khác phần trăm lạm phát cũng rất là cao. Và nếu như các bạn nghĩ là đồng đô la đã lạm phát quá nhiều đồng các bạn đang lưu trữ không làm phát nhiều gì đó thì một trong những cách đơn giản nhất các bạn có thể so sánh đó, là chúng ta đã biết là đồng đô la mất giá như thế nào rồi các bạn so sánh với tiền quốc gia các bạn các bạn có nghĩ đi 100 đô bây giờ đổi được bao nhiêu tiền quốc gia các bạn và có thể mua được những gì rồi chúng ta trả về thời gian cái đây 5 năm đi thì 100 đô đổi được bao nhiêu tiền quốc gia các bạn rồi các bạn trả về 5 năm trước đó nữa 100 đô đổi được bao nhiêu thì các bạn có thể dễ dàng so sánh cái phần trăm lạm phát của đồng đô la với tiền quốc gia các bạn và nếu như mà đồng đô la càng ngày càng đổi được nhiều tiền quốc gia các bạn hơn thì có nghĩa là tiền quốc gia các bạn mất giá nhiều hơn đồng đô la có nghĩa là cái phần trăm lạm phát còn cao hơn cái phần trăm các bạn đang nhìn thấy trên màn hình rồi thuận chia sẻ những điều này, này với các bạn để làm gì tại vì đây là cái khái niệm căn bản về cái lòng tin của tài sản Bitcoin các bạn Khi mà chúng ta nhìn vào tiền từ đâu mà ra đó Thì đây là một tấm hình cực kỳ nổi tiếng luôn các bạn Cái người mà đang cầm cái tờ mà có nhiều đồng đô la trên đó đó mà chưa được cắt các bạn đây là tiền mới vừa được in thì người này chính là bộ trưởng tài chính cũ tại Hoa Kỳ Steve Mnuchin các bạn thì đây là một trong những tên hình rất nổi tiếng cho thấy được là thật sự tiền từ in ra mà có Chứ không có như là mọi người nghĩ Phần lớn mọi người vẫn chưa có hiểu rõ ràng khái niệm từ tiền đâu Tại vì nó cũng khá phức tạp các bạn Tiền từ đâu mà ra nhiều người nói là phải có sự gắn bó với lại GDP cũng không hẳn đâu Để thương cho các bạn một cái video Video này đó là phỏng vấn 60 Minutes rất nổi tiếng Và cái người các bạn nhìn thấy trên màn hình á Đây chính là new Kaskari Đây chính là một trong những chủ tịch của Fed hiện bây giờ Và câu hỏi tiền từ đâu mà ra Thì để new Kaskari chia sẻ với các bạn is the Fed just going to print money? That's literally what Congress has told us to do. That's the authority that they've given us to print money and provide liquidity into the financial system. And that's how we do it. We we create it electronically and then we can also print it with the Treasury Department printed so that you can get money out of your ATM. Bạn đã thấy rồi đó tiền. Thật ra chỉ là một con số mà thôi. Và Fed ở Hoa Kỳ có thể cứ in ra và in ra khi mà cần Đây là một điều rất là quan trọng để có thể hiểu được là tại sao mà Thuận có đồng tin về giá trị của BTC trong tương lai. Các bạn có đã biết là trước đây đó Thuận uh, tư vấn cho rất nhiều công ty và một trong những công ty mà Thuận tư vấn đó chính là ngân hàng Morgan Stanley các bạn. Và đặc biệt đó là tư vấn cho bộ phận gọi là Private Wealth Management có nghĩa là cái uh, bộ phận quản lý tiền cho những người mà thật sự giàu có nghĩa là gì? có nghĩa đây là bộ phận đó nếu như mà các bạn muốn là khách hàng của Private Wealth Management của Morgan Stanley đó, các bạn cần phải có 25 triệu với Morgan Stanley để thuận đọc lại 25 triệu với Morgan Stanley chứ không phải là các bạn có tổng tài sản 25 triệu, các bạn cần phải có dư 25 triệu đưa cho Morgan Stanley thì mới có thể được làm khách hàng và khi mà thuận đọc một số những cái à, lần mà họp đó giống như là những cái người tư vấn tài chính thì họ họp với lại những người mà có tiền đó giống như là hai lần mỗi năm thì gì đó để mà cung cấp những cái cập nhật mới à, để mà cung cấp chiến lược mới cho những cái người mà có tiền thì à, những người có tiền thì họ cũng nêu ra những cái sự lo lắng của họ và các bạn cứ nghĩ những người mà họ có dư tiền nhiều như vậy đó thì họ có lo lắng gì thật ra cái lo lắng của họ là không đủ tiền các bạn đó là lo lắng đầu tiên hầu như là những người mà có 25 triệu, 50 triệu, thậm chí là cả trăm triệu họ nghĩ là họ không có uh, đủ số tiền cần thiết để làm gì mà họ cần làm. Nhưng mà đó là lo lắng đầu tiên. Lo lắng thứ nhì đó là khi mà họ có nhiều tiền như vậy, họ rất là lo sợ có những cái sự kiện mà những người nghiệp thuận của các bạn nó hầu như là không nghĩ đến giống như đó là những cái sự lo lắng vu vơ thôi các bạn giống như là họ lo sợ một ngày nào đó đột ngột mà có chiến tranh xảy ra ngay trên nước Mỹ này thì tài sản họ sẽ ra sao họ rất là lo lắng là mất tài sản các bạn khi các bạn không có tiền thì các bạn làm mọi thứ để có tiền khi bạn có tiền rồi đó thì các bạn lại lo lắng làm sao để mà quản lý được số tiền đó mà không bị mất đi thì họ cũng vậy mà thôi họ lo lắng đủ thứ chuyện hết cho bạn nhưng mà một chương trình mà họ lo lắng đó là những cái sự kiện xảy ra mà họ không lường trước được lỡ như mà lãi suất tăng cao thì sao lỡ như mà chúng ta có sự kiện này sự kiện kia thì sẽ như thế nào cho nên vì lý do đó đó họ rất là quan trọng về việc là đa dạng hóa họ có thể đầu tư bất cứ một mảng nào cho dù là họ không hiểu nhiều hay là họ không có lòng tin nhiều họ cũng đầu tư luôn tại vì sao tại vì họ đầu tư một phần nào mà thôi để có thể đa dạng hóa đó là cái giá trị tài sản nó mang lại cho họ chứ họ cũng thật sự cũng không có hiểu cái tài sản đó như thế nào đâu thì tại sao thường lại chia sẻ câu chuyện này với các bạn tại vì một trong những cái khó khăn tuy nhiên có tiền đó là họ không biết đầu tư ở đâu thì có thể nhiều bạn cảm thấy đây là một cái câu nói nó vô lý các bạn có tiền thì chúng ta mua bất động sản chúng ta mua thêm crypto chúng ta mua thêm chứng khoán chúng ta mua thêm vàng chúng ta hay mua đủ thứ hết tại sao tôi nói là khi mà các bạn có nhiều tiền đó thì cái khó khăn là các bạn không biết đầu tư ở đâu tại vì những người này họ đã có quá nhiều cổ phiếu rồi họ sợ lỡ như mà một cái sự kiện nó xảy ra liên quan đến chứng khoán thì họ sẽ mất cái số tiền lớn hay là họ đã có nhiều bất động sản rồi họ sợ lỡ như chuyện nó xảy ra thì bất động sản đã không giữ được họ đã có thể là có nhiều vàng rồi lúc nào họ cũng muốn tìm kiếm những cái mảng khác để mà đầu tư cho nên các bạn cũng có thể thấy được là những cái thị trường như là bán tranh ảnh mà mất tiền nó cũng có nhiều người có tiền họ đi mua tại vì họ chỉ muốn giữ một số lượng tiền nào đó cần thiết tiền mặt mà thôi vì lý do thường vừa chia sẻ với các bạn đó là lạm tác cứ ăn mòn đi cái tiền mặt của họ cho nên họ không muốn lưu trữ tiền mặt các bạn có nghĩ đi đối với một người mà các bạn giả sử như là có 100.000 đô đi phần trăm lạm phát Hoa Kỳ bây giờ là 6.5%, cứ cho đó là phần trăm thật đi, phần trăm thật có thể là cao hơn, nhưng mà cứ cho đó là phần trăm thật đi thì một năm sau giá trị tiền các bạn nó đã mất đi 6.5% rồi, tương đương với lại 6.500 đô các bạn trong vòng một năm mà thôi thì các bạn có nhân lên đi. Các bạn không phải có 100.000 mà các bạn có 100 triệu thì trong một năm đó cái giá trị tiền của bạn mất cơ nào cho nên tiền mặt họ chỉ lưu trữ một phần nhỏ mà thôi họ muốn dồn hết phần còn lại lưu trữ tài sản và họ có thể có rất nhiều tài sản từ rất nhiều mảng rồi cho nên khi mà chúng ta nói tới bitcoin nói riêng đó thì bitcoin là một loại tài sản rất là mới các bạn đối với nên đó thì bitcoin chỉ có hai khả năng mà thôi một là trở về con số không không là gì hết tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm và chúng ta thất bại còn hai là bitcoin sẽ trở thành một loại tài sản cực kỳ đáng giá là một vàng điện tử và nếu chúng ta so sánh thị trường Bitcoin hiện bây giờ đó chúng ta thấy được chỉ có 439 tỷ mà thôi Đây là cái sự so sánh Bitcoin với những cái loại tài sản khác Các bạn thực đây là những cái cổ phiếu Thì hiện bây giờ đó Bitcoin không bằng công ty Johnson Johnson nữa các bạn Không bằng Visa Không bằng TSCM Vốn hóa của Bitcoin Chứ không phải là so sánh Bitcoin là những công ty này Bitcoin không phải là công ty Nhưng mà chúng ta sẽ so sánh vốn hóa mà thôi Chúng ta có thể thấy được là một công ty Amazon thôi đã là 1.000 tỷ rồi Trong khi mà chúng ta nhìn thấy được cả trên crypto bây giờ thì cũng cỡ đó mà thôi 1.000 tỷ Cả thị trường crypto chỉ bằng một công ty Amazon mà thôi. Và nếu chúng ta nói tới lại Google đó thì vốn hóa Google là 1,2 nghìn tỷ, cao hơn cả thị trường crypto luôn. Cho nên chúng ta thấy được là thị trường crypto này đang nhỏ bé cỡ nào. Và Bitcoin thì rất nhỏ bé luôn, 439 tỷ rất là nhỏ. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là vàng đó đã tới con số là 12,7 nghìn tỷ rồi. Bạc là 1,3 nghìn tỷ các bạn. Và chúng ta có thể so sánh vốn hóa của BTC với lại những thị trường khác. Thường không phải so sánh là Bitcoin sẽ lớn mạnh và ngang hàng với thị trường này thôi chỉ muốn cho các bạn nhìn thấy được là cái sự khác biệt cỡ nào giữa cái vốn hóa Bitcoin hiện tại với lại những thị trường kia mà thôi Rồi thường sẽ cho các bạn biết tại sao thường lại làm như vậy Trước hết chúng ta có thể so sánh với lại vàng thường vừa chia sẻ của các bạn là 11.000 tỷ, bạc là 1.3.000 tỷ, chúng ta so sánh với lại bất động sản đó là 340.000 tỷ, chúng ta so sánh với lại chứng khoán đó là 122.000 tỷ, và chúng ta có thể so sánh với lại trái phiếu đó là 226 000 tỷ rất nhiều rất nhiều các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng tiền mà Fed dùng để mà thu mua tài sản trước đây thôi đã là 8 nghìn tỷ rồi cho nên nếu chúng ta so sánh thì crypto hầu như là một hạt cát mà thôi các bạn nếu như mà bitcoin được để đến bitcoin tiếp tục sống sót và tiếp tục trở thành một loại tài sản mà càng ngày càng được quan tâm hơn đó, thì các bạn cứ nghĩ đi một phần của những thị trường này thôi, một phần nhỏ thôi vào trong Bitcoin thì giá cả sẽ như thế nào? Đó là lý do tại sao mà thường rất có lòng tin các bạn có thể là Bitcoin sẽ không lấy hết vốn hóa của vàng không phải là tất cả vàng người ta bán rồi đem mua Bitcoin đó các bạn nhiều người thì nghĩ là à, thường nói gì không có lý không lẽ là tất cả mọi người sẽ bán hết vàng rồi họ mua Bitcoin cho nên vốn hóa của Bitcoin sẽ là 11.000 tỷ không nói như vậy, cái mà thường nói đây đó là một nhà nào đó vốn hóa của BTC nói riêng nó có thể là ngang hàng với vàng Nhưng mà vàng vẫn có thể là có vốn hóa cao hơn bây giờ chỉ là một phần của những thị trường khác và có thể một phần từ vàng cũng qua Bitcoin khiến cho vốn hóa nó lớn hơn các bạn. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây. Và điều này cũng không hoàn toàn là không có dẫn chứng đâu. Các bạn thấy được là trong vòng bao nhiêu năm qua chúng ta đã bắt đầu thấy một số ví dụ như là chúng ta nói tới tỷ phú Michael Saylor thì không nói rồi. Đây là một người mà cực kỳ yêu thích Bitcoin chúng ta có tỷ phú Bill Miller 50% của tài sản của ông ta nằm trong Bitcoin rồi nhưng mà đây là những cái ngoại lệ phần lớn người ta chỉ lưu trữ một phần nhỏ mà thôi chúng ta có những tỷ phú khác như là Mike Numeras thì cũng lưu trữ một phần nhỏ trong thị trường crypto này tài sản của ông ta chúng ta có tỷ phú Mark Cuban cũng lưu trữ một phần nhỏ Bitcoin trong tài sản của Mark Cuban. Các bạn thấy được là chúng ta đã từ 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 thấy rất nhiều những tỷ phú, rất nhiều những triệu phú họ đã muốn đa dạng hóa vào rồi. Đương nhiên chúng ta không nói tới là họ lấy nửa tài sản của họ, chúng ta chỉ nói tới họ lấy là 1%, 2% mà thôi. Trong khi mà cái số lượng tiền lớn như vậy thì kết quả sẽ là sao? Và đương nhiên không chỉ riêng là những tỷ phú đâu các bạn, chúng ta thấy được những công ty Chúng ta không nói tới Microsoft chỉ đi, tại vì công ty họ bây giờ hầu như chỉ đi thu Bitcoin mà thôi chúng ta có Melton các bạn Melton là công ty đạo Bitcoin cũng không nói tới đi chúng ta cũng có những công ty như là Tesla Block chúng ta có những công ty như là BlackRock thì cũng lưu trữ một phần BTC các bạn và thêm vào đó đó chúng ta có thể nhìn thấy được là những quỹ đầu tư thậm chí là những quốc gia cũng lưu trữ Bitcoin luôn như là chúng ta nói tới El Salvador và nhiều quỹ ETF khác cũng có một phần Bitcoin trong đó cho nên đây là lý do tại sao mà Thuận có lòng tin là Bitcoin chỉ cần tiếp tục sống sót mà thôi thì vốn hóa sẽ ngày càng lớn mạnh tại vì từ từ sẽ có người đa dạng hóa vào trong thị trường BTC này Bitcoin càng lâu thì cái sự tin tưởng của nhiều người càng nhiều các bạn rồi cái video này cũng khá dài Thuận muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ nhanh những thông tin khác với các bạn Chúng ta có thông tin là công ty Strike các bạn Đây là cái ví mà các bạn có thể sử dụng mạng lưới Lightning Network à, Có thể kết nối với lại uh, Twitter thì công ty này cũng là một công ty mà ủng hộ crypto và công ty này đó họ nói là họ có thể có kế hoạch để mà lên sàn chứng khoán trong năm sau và công ty này đó trước đây đó các bạn thì được là họ có ủng hộ Bitcoin rồi năm 2018, họ ngưng ủng hộ. Lúc đó là cái mùa đông của năm 18, họ nghĩ là Bitcoin sẽ thất bại, nhưng mà cuối cùng là họ đã trở lại năm 2022, tháng 3 ngày 10 và họ một lần nữa là ủng hộ Bitcoin các bạn. Đây là công ty À, mà nếu như mà lên sàn chứng khoán cũng là một cái công ty coi như là lớn trong thì crypto tô này lên thị trường chứng khoán đó các bạn rồi chúng ta có thông tin liên quan tới VChain thì uh, đó đã đưa ra một thông báo là đang có một cái sự hợp tác với Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Quốc sẽ sử dụng giải pháp VChain để mà quan sát theo dõi một số những cái đầu tư của họ để mà giảm đói giảm nghèo để mà cung cấp thêm học vấn cho những người cần thiết để mà cung cấp à, những cái à, nguồn nước sạch vân vân thì à, đây là những cái dự án đến từ Liên hợp quốc và họ cần một giải pháp để mà theo dõi tiến triển của những dự án này thì họ sẽ nói là họ sẽ hợp tác với lại VTCN cho nên các bạn được VTCN không có cái sự tăng trưởng giá cả ngày hôm nay À, chúng ta cũng có thông tin liên quan tới uh, Simon Free các bạn. Thì một lần nữa chúng ta đã thấy được là Simon Free đó trước đây sử dụng tiền như thế nào. Sau khi mà xem xét kỹ đó thì uh, New York Times sẽ đưa ra một cái uh, thông tin là Simon Free đó đã đầu tư 400 triệu đô la năm 2022 cho một công ty has fund Thì uh, các bạn có thể nghĩ công ty has fund nào có thể là Alameda Research. Nhưng mà không phải đó các bạn, Sam Free bỏ 400 triệu đầu tư vào một công ty hedge Fund có tên là Modulo Capital. Đây là một công ty mà hầu như mà không ai nghe nói tới các bạn nhưng mà Sam lại đưa tới 400 triệu cho công ty này. Thì tại sao vậy? À, bây giờ chúng ta biết được là công ty này đó, thì có hai co-founder. Thứ nhất đó là Duncan Yu, thứ hai đó là Liuli Zhang. Thì à, theo thông tin đó, thì Liuli cũng là một trong những bạn gái cũ của Sam Free không biết là nhan sắc của lưu liền như thế nào có phải như là nhan sắc của kella hay không thì được không có biết các bạn thấy được là sam trước đây thì hầu như không có biết gì về chăm giống đầu tư nhiều chỉ đưa tiền cho những người nào mà sam mang biết và yêu thích mà thôi và rất là thích đưa tiền cho những bạn gái các bạn và đưa con số tiền lớn luôn rồi cũng là thông tin đến từ sàn ftx thì chúng ta lại có thêm danh sách các chủ nợ mới của sàn ftx Tổng cộng ra danh sách này là tới 116 trang Chúng ta đã biết những cái chủ nợ lớn rồi Nhưng mà bây giờ là toàn bộ chủ nợ đã được à, có danh sách rồi Chúng ta chỉ không có biết là Simon Free FTX nợ những công ty này bao nhiêu mà thôi à, Chúng ta có những công ty lớn như là Apple, Netflix, Watch Street Journal các bạn Fox Broadcasting, Coindesk cũng là chủ nợ của công ty FTX Coinbase và Binance cũng vậy luôn các bạn Chúng ta có những hàng không như là American Spirit Southwest và trường đại học Stanford cũng là chủ nợ của FTAX các bạn nơi mà ba mẹ của Sam từng dạy thì tại sao lại có nhiều chủ nợ như vậy tôi nghĩ là tùy theo là nợ cái gì giống như là có thể là Sam Free đã mua rất nhiều những bài viết từ Wall Street Journal hay là Fortune hay là Fox Broadcasting cho nên không có trả bây giờ họ trở thành chủ nợ hay là Salmon Free cũng có thể là thiếu nợ Apple, Netflix tại vì sử dụng dịch vụ của họ vì một lý do nào đó các bạn đương nhiên sử dụng hãng máy bay thì hãng máy bay cũng là chủ nợ chứ không có nghĩa là những công ty này đầu tư vào FTX chứ có nghĩa là FTX vẫn chưa có thanh toán nợ khi mà sử dụng rồi vẫn chưa thanh toán và các bạn thấy được tài liệu đó không hiển thị rõ cái số tiền nợ là bao nhiêu nhưng mà trước đó đã tiết lộ là họ nợ 50 chủ nợ lớn khoảng chừng là 3.1 tỷ đô la hai chủ nợ lớn nhất là 226 triệu đô la và 203 triệu đô la rồi, Thuận sẽ ngưng cái video này ở đây. Hôm nay cũng đã khá trễ rồi. Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi tối giờ Cali. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên lưu trữ cái số tiền cần thiết đi giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn giao dịch. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got